Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, thời gian qua thì ngành tài chính đã nỗ lực thực hiện nghị quyết số 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Điển hình là ngành thuế và hải quan đã ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm thời gian chi phí cho doanh nghiệp làm các thủ tục thuế và hải quan. Song mặc dù được đánh giá cao nhưng hiện còn nhiều quy định trong lĩnh vực thuế và hải quan chưa thống nhất, không đồng bộ giữa các luật, văn bản hướng dẫn đã khiến các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tuân thủ pháp luật của mình. Và đây cũng sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề Chi phí thuế và hải quan vẫn đè nặng lên doanh nghiệp. Nhưng trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp sau để xem hiện nay các doanh nghiệp đang phải chịu những khoản chi phí gì. Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp có thể được phân chia làm 3 loại cơ bản như sau: chi phí sản xuất, chi phí tuân thủ pháp luật và chi phí không chính thức. Một là chi phí sản xuất, là các loại chi phí trực tiếp để tạo ra sản phẩm, dịch vụ và bán cung cấp dịch vụ, hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Chi phí này thường bao gồm chi phí đầu tư nhà máy, thiết bị, công nghệ, mua nguyên liệu đầu vào, bao gói sản phẩm, marketing, mở đại lý, logistics, chi phí vốn, vân vân. Hai là chi phí tuân thủ pháp luật, là chi phí giao dịch của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện tuân thủ yêu cầu pháp luật. Chi phí này thường bao gồm chi phí về thời gian trong thực hiện thủ tục hành chính như nộp báo cáo, xin cấp giấy phép, thực hiện các thủ tục hành chính. Trong trường hợp doanh nghiệp thuê tư vấn để thực hiện thủ tục hành chính thì chi phí này là chi phí thuê tư vấn. Chi phí về phí, lệ phí mà doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan nhà nước khi thực hiện các thủ tục hành chính và thuế phải nộp. Chi phí đầu tư cho khoản đầu tư mà các doanh nghiệp phải bỏ ra để nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng kinh doanh để đáp ứng yêu cầu của quy định pháp luật. Theo tính toán của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Âu OECD, chi phí trực tiếp bỏ ra cho việc tuân thủ chính sách pháp luật kể trên thường chiếm từ 4 đến 12% của GDP. Ba là chi phí không chính thức, là thuật ngữ dùng để chỉ các loại chi phí mà doanh nghiệp tự nguyện hoặc bị ép buộc chi trả cho cơ quan, cá nhân có liên quan trong quá trình kinh doanh, đặc biệt là thực hiện các thủ tục hành chính hoặc khi giao dịch với cơ quan nhà nước. Khác với hai loại chi phí trên, chi phí này không trực tiếp phát sinh từ nhu cầu sản xuất hay nằm trong yêu cầu của quy định pháp luật. Ngoài ba chi phí nói trên, còn có chi phí khác gọi là chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội là thiệt hại cho doanh nghiệp phát sinh từ việc chậm trễ hoặc không tiêu liệu được kết quả khi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc yêu cầu của pháp luật. Cải cách chính sách thuế được đánh giá là vô cùng quan trọng bởi có liên quan tới tất cả mọi đối tượng từ tổ chức đến cá nhân trong xã hội khi mà cơ quan nhà nước có vai trò hoạch định và tổ chức triển khai. Song trên thực tế thì những cải cách hành chính của ngành thuế vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng và sự hài lòng của doanh nghiệp. Những cải cách thuế nhiều khi không vướng ở chính sách mà vướng ở cách vận dụng và thực hiện, và đặc biệt chậm ban hành các văn bản hướng dẫn hoặc mỗi cơ quan có hướng dẫn khác nhau đã khiến doanh nghiệp rơi vào tình cảnh loay hoay và gây tốn kém chi phí cho doanh nghiệp. Chưa đồng bộ, mỗi lúc hướng dẫn một khác hay phức tạp, rườm rà là những gì các doanh nghiệp nhận thấy còn tồn tại trong chính sách thuế của Việt Nam. Đặc biệt trong thời gian qua, mặc dù đã có những văn bản hướng dẫn cụ thể của các cán bộ thuế, nhưng trên thực tế đã có những doanh nghiệp bị truy thu hàng chục triệu tiền thuế sau một thời gian dài hoạt động và đã làm theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Thì tôi là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, hoạt động ở Việt Nam 20 năm rồi và vẫn cái hợp đồng đấy từ 20 năm nay, cũng như là về luật thuế giá trị gia tăng thì cũng không có gì thay đổi nhiều. Thế nhưng đùng một cái thì lại thông báo là phải nộp thêm 5% thuế giá trị gia tăng của bản quyền. Hoạt động 20 năm nay thì cũng có rất nhiều đoàn kiểm tra, cũng có cán bộ quản lý các thứ. Thế nhưng mà hầu như là cũng không ai phát hiện ra cái điều đấy, là tự nhiên thông báo là phải nộp thêm 5% VAT. Mà các doanh nghiệp nước ngoài thì thường là năm nào quyết toán năm đấy, nghĩa vụ tài chính chia lãi, chia cổ đông là năm nào xong năm đấy, và tự nhiên lại phải nộp thêm cái chi thu cái phần thuế đấy thì rất khó khăn cho doanh nghiệp. Trường hợp tương tự cũng diễn ra với nhiều doanh nghiệp. Theo đại diện công ty kiểm toán và tư vấn quốc tế EY Việt Nam, có doanh nghiệp nhập khẩu cùng một mặt hàng ban đầu chịu thuế 10%, sau 5 năm, cơ quan quản lý phân loại hàng hóa đó vào mã hàng khác với thuế suất 32%. Điều đáng nói là doanh nghiệp không chỉ phải tăng mức nộp thuế từ sau khi có quyết định mà còn bị truy thu cả quãng thời gian 5 năm trước. Điều này đã gây ra khó khăn cho doanh nghiệp bởi hầu hết các doanh nghiệp đều quyết toán và chia lãi theo năm. Loại thuế gián thu được cộng vào giá trị của hàng hóa và tạo thành giá bán. Thế thì bây giờ khi mà đã bán hàng hóa cho khách hàng rồi mà cơ quan thuế lại quay lại cũng dựa trên cái quyết định
hướng dẫn của mình mà lại thay đổi quyết định mà yêu cầu hồi tố, thì như thế là tạo thêm một gánh nặng cho doanh nghiệp, bởi vì doanh nghiệp không thể nào mà lại nói là khách hàng đã bán cách đây 5 năm rồi mà trả thêm được số tiền mua hàng nữa, thì rõ ràng đấy là một gánh nặng rất là lớn đối với doanh nghiệp. Và nếu số tiền nó quá lớn thì rõ ràng là doanh nghiệp còn nghĩ đến vấn đề là có còn đứng vững được ở thị trường hay không. Bên cạnh đó, hiện nay một trong những vấn đề được doanh nghiệp quan tâm là vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo khảo sát của VCCI, có đến 30% doanh nghiệp trong diện được hoàn thuế giá trị gia tăng không thực hiện thủ tục hoàn thuế vì thủ tục quá phức tạp. 20% cho rằng yêu cầu khó đáp ứng. Theo ý kiến của các doanh nghiệp, thời gian hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau quá dài, thủ tục hoàn thuế của doanh nghiệp mất thời gian rất lâu, nên khi doanh nghiệp có hàng hóa kinh doanh không dám làm vì thời gian đọng vốn quá lâu gây khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp, nên nhiều doanh nghiệp đã vì thế mà tạm dừng hoạt động rồi bỏ trốn. Thuế xuất nhập khẩu, rồi là cái quy trình nhập khẩu hoặc là xuất khẩu một số sản phẩm. Thế thì những cái đấy là cái mà được đề cập nhiều nhất. Thế thì gần đây thì cũng có rất nhiều những cải thiện, nhưng mà vẫn còn những cái mà quan ngại, bởi vì cái chi phí để cho phục vụ cái quy trình đấy nó vẫn còn cao. Đặc biệt nữa là liên quan đến như cơ sở hạ tầng. Đặc biệt thanh kiểm tra thuế là vấn đề muôn thuở mà các doanh nghiệp gặp phải, bởi khi bị thanh tra kiểm tra bởi cơ quan thuế thì doanh nghiệp còn bị yêu cầu thanh tra kiểm tra bởi những cơ quan khác như công an kinh tế, cơ quan an ninh, kiểm toán, nên rất phiền hà và mất thời gian. Những tồn tại trong công tác thanh tra kiểm tra phần lớn là những vấn đề cũ, dù đã được cải thiện nhưng nội dung trùng lắp, cán bộ thuế suy diễn gây bất lợi cho doanh nghiệp. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể có quyền thanh tra kiểm tra nhiều lần khắp nơi. Thứ hai nữa là có thể là rõ rồi nhưng người ta cũng không chấp hành thật nghiêm túc quy định pháp luật, rằng mỗi một cái vấn đề thì chỉ một đơn vị kiểm tra, những cái đơn vị sau phải kế thừa những cái nội dung kết quả trước, rồi tại một thời điểm thì cũng chỉ một đơn vị thanh tra kiểm tra doanh nghiệp thay vì là 2-3 nơi đều vào một lúc, vì tất cả những cái đấy là đều có quy định rồi. Thế nhưng mà rất nhiều lý do khác nhau, cho nên là trên thực tế thì đúng là doanh nghiệp vẫn lo lắng nhất khi mà bị thanh tra kiểm tra nhiều, mặc dù đã cố gắng chấp hành cái quy định pháp luật rồi nhưng vẫn không lúc nào khẳng định được rằng mình có đảm bảo là đúng chưa, hay là lúc nào cũng phải nơm nớp lo cái chuyện là đối phó, rồi đến lúc sai phạm, đặc biệt là một vài năm sau có khi mới thanh tra kiểm tra đến, thì sẽ gây ra nhiều cái khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Họ thấy được những cái nghị quyết cũng như chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đều đưa ra một cái thông điệp là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo ra một cái môi trường đầu tư rất là hấp dẫn. Thế nhưng mà thực tế khi mà các cơ quan thuế từ Bộ Tài chính cho đến Tổng cục Thuế và Cục Thuế địa phương khi mà tiến hành thanh tra kiểm tra thì luôn luôn là ở cái tình trạng là đối đầu với doanh nghiệp. Thế ở doanh nghiệp người ta chưa thấy là các cơ quan thuế là đồng hành để doanh nghiệp hiểu, và sau mỗi lần thanh tra kiểm tra thì họ sẽ hiểu được luật pháp tốt hơn và kê khai tốt hơn và đưa ra những cái nghĩa vụ thuế là hợp lý, phù hợp với đạo lý cũng như văn bản pháp quy. Theo các chuyên gia, các doanh nghiệp hiện nay còn than phiền rằng sách thuế thay đổi quá nhiều lần trong một năm, doanh nghiệp chưa kịp thông suốt thông tư, nghị định này thì đã có thông tư, nghị định khác xuất hiện. Bên cạnh đó, còn có quá nhiều công văn hướng dẫn đi kèm khiến cho doanh nghiệp không biết. Do vậy, sai sót là khó tránh khỏi vì có quá nhiều văn bản mới. Và những hiểu biết của doanh nghiệp chưa thật sự đầy đủ về luật thuế và những nghị định về thủ tục hành chính thuế dẫn đến những vi phạm không cố ý đáng tiếc xảy ra. Thuế, luật pháp thuế, quy định về thuế nó còn quá phức tạp, quá rắc rối, rất nhiều quy định mà không hiểu được hoặc là có thể hiểu theo nhiều cách, và đặc biệt nó cũng thể hiện cái ý của doanh nghiệp đấy là ngành thuế là đôi khi là không thực hiện theo đúng những quy định mà thông thoáng, đơn giản, dễ dàng cho doanh nghiệp mà lại cứ có xu hướng là gây phức tạp, gây khó khăn, đặc biệt là cái tinh thần là muốn tận thu, muốn thu thật nhiều thuế cho nhà nước, thế nhưng nó lại ngược lại là sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp. Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, mục tiêu trong giai đoạn 2016-2020 của ngành thuế là đưa Việt Nam thuộc nhóm 4 nước hàng đầu khu vực Đông Nam Á xếp hạng mức độ thuận lợi về thuế. Đồng thời, có ít nhất 80% người nộp thuế hài lòng với các dịch vụ của cơ quan thuế cung cấp.
xây dựng chế độ trách nhiệm công vụ đối với công chức thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh là một trong 4 nhóm giải pháp mà ngành thuế sẽ tập trung cải cách trong thời gian tới. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức thuế và không để trở thành khẩu hiệu suông, ngành thuế cũng cần xây dựng một cơ chế giám sát, đánh giá của các tổ chức xã hội, hiệp hội ngành nghề, cũng như đánh giá mức độ hài lòng của người dân, người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế. Dù đã đạt được những thành tựu đáng kể trong cải cách thủ tục hành chính, nhưng theo báo cáo chỉ số kinh doanh của Ngân hàng Thế giới World Bank, thì doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc trong việc tuân thủ các thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu hay là thanh toán các khoản chi phí cho hải quan, mặc dù đã có cổng thông tin một cửa quốc gia. Các vấn đề quy chuẩn về kỹ thuật trong mấy năm qua rất chậm trễ, khiến cho nhiều thủ tục hành chính bất cập, gây ra vướng mắc giữa nhà nước và doanh nghiệp. Là ý kiến của đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam trong quá trình thông quan xuất khẩu, nhập khẩu. Làm sao trên nền tảng một cửa khi nghị định về cơ chế một cửa quốc gia và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đi vào thực tiễn, doanh nghiệp sẽ không gặp phải những khó khăn như vậy. Minh bạch và rút ngắn được các cái thủ tục hành chính hoặc là cải cách thủ tục hành chính. Thì tôi thấy rằng là nghị định này thực sự là một nghị định mà chúng tôi đang hiểu là nó thúc đẩy các cái quy định, các cái nghị quyết nằm ở các nghị định và nghị quyết của chính phủ. Là một doanh nghiệp chuyên cung cấp sắt thép trong xây dựng, đại diện doanh nghiệp này cũng cho biết đối với những sản phẩm có giá trị lớn bị cắt một góc để kiểm tra thì giá trị kinh tế không còn nữa. Cụ thể đối với những tấm thép lớn của doanh nghiệp sau khi bị cắt chỉ còn dùng để lót nền. Chậm trễ thì ảnh hưởng nhiều chứ nhiều khi là nếu mà không thông quan thì có thể là doanh nghiệp là không có dám bán hàng hoặc không giao hóa đơn được, nên là khi mà giá nó xuống thì thiệt hại doanh nghiệp rất lớn. Cái đó là cái mà chi phí nó tăng, nếu hàng mà về không bán ngay mà để thì nó sẽ về cái giá xuống không nói, còn là chi phí ngân hàng kho bãi rồi kia rất nhiều cái chi phí đi theo. Thời gian thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành tuy đã đơn giản hơn trước nhưng vẫn còn dài, dẫn tới nhiều rủi ro cho doanh nghiệp như chi phí lưu kho bãi, phạt hành chính do chậm thông quan, lỡ cơ hội kinh doanh. Chi phí kiểm tra chuyên ngành quá lớn, đặc biệt là chi phí kiểm tra hiệu suất năng lượng, chi phí kiểm dịch thú y và phí kiểm tra hiệu suất năng lượng và phí kiểm tra thức ăn chăn nuôi. Một cái điểm nữa đó là về quản lý chuyên ngành mà chúng ta đã nói rất là nhiều trong thời gian vừa qua, vì đây là một trong những cái yếu tố mà cản trở cái hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là giao thương xuất nhập khẩu và tham gia các hiệp định thương mại của Việt Nam. Và chúng có một thực tế rằng là cái số lượng mặt hàng kiểm tra chuyên ngành đang ngày càng nhiều và số lượng đang ngày càng lớn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc ban hành cơ chế hải quan một cửa kết nối với Tổng cục Hải quan với các bộ ngành chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Số thủ tục hành chính được triển khai trên cơ chế một cửa quốc gia chưa nhiều trong 47 trên 245 tổng số thủ tục hành chính và tồn tại những chồng chéo bất cập. Cái số lượng thủ tục thực hiện thông qua cơ chế một cửa thì vẫn còn chiếm một cái tỷ lệ tương đối là thấp so với tổng số các cái thủ tục mà sẽ được triển khai thông qua cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016-2020, mà cụ thể là 39 thủ tục trên tổng số 284 thủ tục theo kế hoạch thì mới chiếm một cái tỷ lệ khoảng 13%. Việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia thì cũng còn gặp một số những cái hạn chế, mà cụ thể ở đây chính là cái hạ tầng công nghệ thông tin thì vẫn đang trong cái quá trình hoàn thiện, các bộ ngành hoàn thiện. Cái thứ hai đó là về cơ sở pháp lý thì cũng chưa được đồng bộ và vẫn cần tiếp tục được rà soát để mà hoàn thiện hơn nữa. Hiện đại hóa thì phải nói rằng là nếu muốn hiện đại hóa thì bây giờ phải là chính phủ điện tử, phải thực hiện nó cao hơn nữa là phải số hóa. Mà đã điện tử hóa thì không phải ở mức hoàn toàn là phải trực tuyến, chỉ bằng giấy tờ điện tử, không cần phải giấy tờ, không cần phải tiếp xúc trực tiếp. Mọi cái việc là xử lý này đều phải ở trên hệ thống. Và sau đó thanh toán mọi thứ chi phí cũng phải là trực tuyến online. Để có như vậy thì và kết nối được tất cả những bộ ngành có liên quan. Không những kết nối bộ ngành có liên quan mà kết nối được doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, kết nối các cảng biển với cơ quan nhà nước, kết nối các cái cơ quan, cái doanh nghiệp thẩm định, kiểm nghiệm, thử nghiệm với cơ quan nhà nước, phải kết nối được hết như thế và chúng ta có một dữ liệu dùng chung thì chúng ta sẽ, đó mới là
hiện đại. Dù đã có nhiều cải cách, nhưng đây vẫn đang là những khó khăn lớn, nhận nhiều phản ánh từ doanh nghiệp. Nếu thực trạng này không được giải quyết cải thiện, thì hàng triệu ngày công, hàng ngàn tỷ đồng nữa sẽ tiếp tục là gánh nặng lên doanh nghiệp. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế tuần này cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc được thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.